cảm ơn các thầy cô. Cha nói gì ai mà cha. Cảm ơn các thầy cô, với lại sorry là hồi nãy một phụ huynh gọi giấy tờ cho nên con xin lỗi. Không có nào mà dồn chính chánh nào chứ phải cô nào. Cô nào gọi để làm bộ nó phụ huynh cho nó sang. Rồi tại vì dưới đó có lễ, dưới đó có bụng cho bố mẹ sao chín giờ tám mà nó hay.